Một trong các vật dụng cần thiết nhất cho cả bố mẹ và trẻ từ sơ sinh đó là xe đẩy. Các bố mẹ có thể đưa bé đi chơi xa, đi dạo, đi mua sắm. Có xe đẩy thì bố mẹ không cần phải vòng bế con quá nhiều, giảm thiểu cảm giác đau lưng, mệt mỏi. Xe đẩy cũng mang lại cảm giác thoải mái cho bé. Một trong những sản phẩm xe đẩy hữu dụng được các bố mẹ sử dụng nhiều nhất đó là xe đẩy Glock C7 với nhiều ưu điểm nổi bật. Thiết kế tay đẩy hai chiều có thể xoay ra trước và ra sau, giúp bố mẹ đẩy bé trong mọi tư thế, qua đó thuận tiện hơn khi giao tiếp với trẻ. Khung xương bằng thép không rỉ, chịu được tác nhân gây hại của thời tiết. Khay trắng phía trước có thể tháo rời khi không sử dụng đến, rất là tiện lợi. Lớp vải siêu mềm siêu mịn, tạo cảm giác êm ái cho bé sơ sinh khi sử dụng. Bánh xe xoay 360 độ, chống sốc với hệ thống khóa bánh, giữ an toàn cho bé khi xe dừng lại. Trọng lượng xe gọn nhẹ, chỉ 7kg. Khóa an toàn cộng với khay trắng giúp bé không bị ngã về phía trước. Lớp vải siêu mềm siêu mịn, tạo cảm giác êm dịu cho bé sơ sinh khi sử dụng. Phía dưới là giỏ đựng đồ, diện tích rộng. Phía sau bé trai cũng có túi vừa đủ đựng bình sữa, khăn. Và còn một điểm nữa là xe có chế độ bập bênh, trở thành nôi ru ngủ cho bé mọi lúc mọi nơi, kể cả đi chơi xa, đi du lịch, rất là tiện lợi. Xe có thể gấp gọn nhẹ, có thể mang theo chơi xa, đi du lịch và các trong nhà khi chưa sử dụng đến. Với những chia sẻ của mình vừa rồi, hy vọng các bố mẹ sẽ thấy được sự tiện dụng của xe đẩy Glock C7. Hãy cùng trải nghiệm thử và cùng chia sẻ lại cảm nhận của các bạn luôn nha. Cảm ơn các bố mẹ đã quan tâm và theo dõi. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.